Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20,79 triệu người tại 20 tỉnh và khu tự trị trên cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. 108 người chết, 21 người mất tích, 1,072 triệu người phải di rời khẩn cấp, 1.717.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 44.000 ngôi nhà bị sập. Kể từ đầu năm nay, mưa lớn và lũ lụt đã trực tiếp gây thiệt hại kinh tế khoảng 35,3 tỷ nhân dân tệ, mức độ nghiêm trọng hiếm thấy trong những năm qua. Bị ảnh hưởng bởi tình hình lũ lụt, chi phí vận chuyển rau và thất thoát đã tăng lên trong mùa hè này. Đồng thời, nguồn cung càng thắt chặt hơn đã khiến giá rau tăng đột biến. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục diễn ra mạnh hơn, áp lực đối với công tác kiểm soát lũ lụt trong tương lai sẽ không còn như trước, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi lớn. 20 tỉnh bị lũ lụt gây thiệt hại hơn 35 tỷ nhân dân tệ. Ở một số nơi trong năm nay, mưa xối xả đã gây ra ngập lụt, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Ngụy Hoa Trân, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của huyện Đại Hoa, Quảng Tây cho biết mùa lũ năm nay là nặng nhất kể từ khi quận được thành lập. Ngoài Quảng Tây, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên cả nước cũng gia tăng trong năm nay. Theo Dương Lâm, chuyên gia từ Trung tâm Khí hậu thuộc Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, việc thiếu mưa vào đầu mùa xuân ở Phúc Kiến năm nay đã gây ra hạn hán quy mô lớn, lũ quét và ngập lụt đô thị xảy ra trong khu vực. Theo dự báo, sau khi mùa lũ năm nay kết thúc, hiện tượng El Nino có thể gây ra một đợt đảo chiều hạn lũ khác tại tỉnh Phúc Kiến. Kể từ tuần trước, lưu vực Hồ Giang Hoài và Thái Hồ đã có mưa lớn, lượng mưa hơn 50mm bao phủ diện tích 210.000 km2, diện tích mưa bao phủ 3 lưu vực chính của Thái Hồ, hạ lưu sông Dương Tử và sông Hoài Hà. Số liệu do Bộ Quốc phòng cung cấp cho thấy, bên cạnh diện mưa bao phủ rộng, tình trạng mưa, lũ, thiên tai hiện nay chủ yếu có đặc điểm là cường độ mưa lớn, mực nước đỉnh lũ cao, một số khu vực xảy ra lũ lụt và hạn hán rất nghiêm trọng. Điều này được hiểu rằng về lượng mưa trung bình hiện tại là 112mm ở lưu vực Thái Hồ, 110mm ở lưu vực sông Dương Tử và 48mm ở sông Hoài Hà. Cảng Tây Hà Khẩu của An Huy Hà Tây là 240mm và lưu vực sông Hoài Hà tại thị trấn Tiết Xung, Kim Trại An Huy là 363mm. Về mực nước đỉnh lũ, mực nước trung bình của Thái Hồ vào ngày hôm thứ Sáu đã tăng lên 4,58m, vượt mức cảnh báo 0,78m. Đây là lần đầu tiên mực nước vượt mức cảnh báo kể từ năm 2021. Trên mạng lưới sông quanh Thái Hồ có 34 trạm mực nước vượt mức báo động, trong đó có 11 trạm vượt giới hạn an toàn. Sông Hoài Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm nay, mực nước tại trạm thủy văn Vương Gia Bá thượng nguồn đã tăng lên 27,09m và thấp hơn mực nước cảnh báo 27,5m là 0,41m. Theo dự báo khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, Thái Hồ, hạ lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa lớn, tình hình phòng chống lũ sẽ hết sức gay gắt. Khả năng bão hình thành và đổ bộ dọc theo bờ biển trong thời gian sau là tương đối cao, sẽ tác động xấu đến tình hình phòng chống lũ lụt trên lưu vực Thái Hồ, sông Chu và sông Hoài Hà rất gian khổ. Bộ Nông nghiệp gần đây đã tổ chức các chuyên gia khí tượng và nông nghiệp để thảo luận về tác động của sự kiện El Nino và tin rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục cho đến mùa thu và đạt cường độ trung bình hoặc cao hơn. Chịu ảnh hưởng của El Nino, mức độ lũ lụt ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc sẽ nặng nề hơn năm ngoái. Nhiều chuyên gia cho rằng trong lĩnh vực kinh tế bao gồm nông lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, giao thông vận tải sẽ chịu ảnh hưởng của mùa lũ, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến sản xuất công nghiệp, thương mại. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng quan sát hoạt động của tiểu mục thực phẩm CPI của Trung Quốc trong những năm El Nino trước đó có thể thấy rằng trong thời gian xảy ra El Nino, tiểu mục thực phẩm CPI sẽ có xu hướng tăng đáng kể. Một phóng viên của Nhật báo Thông tin Kinh tế nhận thấy rằng do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều tỉnh trong 2 tháng qua, giá nông sản gần đây đã bắt đầu biến động. Theo dữ liệu do chợ bán buôn nông sản Tân Phát Bắc Kinh cung cấp, từ 2 tháng qua, giá rau tại chợ Tân Phát cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là vào tháng này.
và hôm đầu tháng, giá bình quân của rau trên thị trường là 2,37 nhân dân tệ trên 1kg, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Và ngày hôm qua là 2,27 nhân dân tệ 1kg, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá rau tháng này năm ngoái thấp nhất trong cùng kỳ 5 năm qua, nhưng giá tháng này năm nay đã tăng lên mức trung bình của cùng kỳ 5 năm qua. Dữ liệu giám sát thị trường giá cả nông sản và sản phẩm phụ và vật tư nông nghiệp quốc gia của Tân Hoa Xã cho thấy, tính đến cuối tháng này, trong số 21 loại rau được kiểm tra, giá cả của 16 loại rau trên toàn quốc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Và mức tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái của các loại rau chủ yếu từ 10% đến 15%. Những người trong ngành cho rằng giá rau vụ hè năm ngoái quá thấp đã ảnh hưởng đến việc nông dân hăng hái gieo trồng. Diện tích trồng rau vụ hè năm nay ở một số vùng giảm là một trong những nguyên nhân chính khiến giá rau cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Sài Lập Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau Trung Quốc cho biết việc thắt chặt hơn nữa nguồn cung rau trong mùa hè này đã dẫn đến việc tăng giá. Điều này có liên quan mật thiết đến hiện tượng El Nino. Mùa hè là khoảng thời gian rau từ Bắc vào Nam ở quê, lũ lụt miền Nam sẽ ảnh hưởng đến sản xuất rau trong Nam, tăng chi phí vận chuyển và thất thoát, đẩy giá rau phía Bắc lên cao. Việc sản xuất và vận hành các sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thời tiết cực đoan, nhưng việc sản xuất thủy điện có xu hướng tăng lên khi mùa lũ đến. Được biết, thông tin từ Công ty Điện lực Nhà nước Tứ Xuyên, tính đến cuối tháng này, công suất lắp đặt nối lưới của tỉnh đã vượt quá 80 triệu kW, trong đó thủy điện là 63,7063 triệu kW, chiếm gần 80% tổng công suất lắp đặt. Dữ liệu vào cuối tháng này cho thấy công suất thủy điện lắp đặt của Tứ Xuyên trong mùa hè này đã tăng 13,98% so với năm 2022. Dự án bảo tồn nước Đan Giang Khẩu cũng đã nắm bắt cơ hội có nước để tạo ra điện. Tính đến cuối tháng này, nhà máy thủy điện Đan Giang Khẩu đã tạo ra hơn 1,75 tỷ kWh điện, vượt qua tổng sản lượng điện của năm ngoái chỉ trong 5 tháng. Theo Cục Quản lý Dự án Bảo tồn nước Đan Giang Khẩu thuộc Bộ Tài nguyên nước, trước mực nước hồ chứa tăng dần vào cuối tháng 3, nhà máy thủy điện Đan Giang Khẩu đang ở chế độ chờ đón mùa lũ trước thời hạn và cả 6 tổ máy được kết nối với lưới điện để phát điện. Thưa quý vị, gần đây, Cục Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác đã đưa ra cảnh báo, chỉ ra rằng hiện tượng El Nino hiện nay đang có xu hướng mạnh lên liên tục và cường độ đã đạt mức mạnh nhất trong 30 năm. Nếu xu hướng tăng cường hiện tại tiếp tục, El Nino năm nay thậm chí có thể là mạnh nhất được ghi nhận. Một số chuyên gia nhận định, hiện tượng El Nino mạnh xuất hiện sẽ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong tương lai sẽ không như vậy, vì vậy việc phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại từ trước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay, cách trực tiếp và hiệu quả nhất là đẩy nhanh tiến độ và tăng cường xây dựng các công trình thủy lợi, có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc chống lũ, chống hạn. Điều này trùng khớp với các đợt hành động hiện tại của chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ đẩy nhanh việc xây dựng các dự án bảo tồn nước lớn. Tuần trước, Bộ Tài chính thông báo rằng chính phủ Trung ương đã phân bổ 45 tỷ nhân dân tệ trong quỹ bảo tồn nước để hỗ trợ xây dựng 29 trong số 172 dự án bảo tồn nước lớn ở các khu vực liên quan hoặc các dự án khác đủ điều kiện nhận tài trợ. Theo thống kê của phóng viên Thông tin Kinh tế hàng ngày, trong đợt đầu tiên của Thư viện dự án PPP do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia công bố cách đây không lâu, vốn đầu tư dự kiến cho các dự án thủy lợi là gần 109,4784 tỷ nhân dân tệ. Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước gần đây cho biết cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xây dựng các dự án bảo tồn nước đang được triển khai. Nghiên cứu khả thi cần hết sức chú ý đến các điều kiện tiên quyết để phê duyệt các báo cáo nghiên cứu khả thi và đảm bảo rằng tất cả các báo cáo này đều được phê duyệt trước cuối tháng 7 tới. Đẩy nhanh công tác lập thiết kế sơ bộ để đảm bảo khởi công các công trình trọng điểm trong năm. Điều này được hiểu rằng, tính đến thời điểm hiện tại, 60 trong số 172 dự án thủy lợi lớn đã bắt đầu được khởi công xây dựng và tiến độ xây dựng của các dự án xây dựng đã được đẩy nhanh hơn đáng kể. Trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 15, 88 công việc chuẩn bị cho dự án sẽ được bắt đầu. 27 dự án đã được phê duyệt và phê duyệt. 13 dự án đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Kính thưa quý vị khán giả, hôm qua, huyện Lạc Dương, tỉnh Thiểm Tây bất ngờ có mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra sạt lở đất trên đường Kim Nha ở quận Lỵ. Khoảng 5.000 m2 sạt lở đất khiến 8 ngôi nhà bên dưới núi bị chôn vùi. Tính đến 23 giờ 30 phút đêm qua, đã tìm kiếm cứu nạn được 22 người, trong đó có 18 người chết, 4 người bị thương. Từ 3 giờ sáng cùng ngày, huyện Lạc Dương bắt đầu có mưa lớn như trút nước. Đến 12 giờ trưa, một số thị trấn trong huyện đã hứng chịu lượng mưa hơn 100mm.
vào lúc 11 giờ 15 phút trưa, một vụ lở đất lỏng lẻo đã xảy ra tại 0,2 km từ tỉnh lộ 309 từ Lạc Dương đến huyện Khang Tiên, tỉnh Cam Túc thuộc huyện Lạc Dương. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 5.000 m2 đất đá sạt lở đổ ập xuống tức thời khiến 8 căn nhà tại khu vực bị vùi lấp. Trong các căn nhà có người thuê trọ, người bán hàng và thợ sửa xe. Thời điểm xảy ra vụ việc còn có một chiếc xe buýt khi đi qua cũng bị vùi lấp. Người dân và các doanh nghiệp gần hiện trường cũng cho biết một nhà phát triển đã cắt một bức tường đá từ ngọn núi xảy ra vụ việc để chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà. Sau khi trận lở đất xảy ra, Đường Vĩnh, bí thư huyện ủy Lạc Dương, người đang đi công tác đã nhanh chóng đưa ra chỉ thị tập trung cứu người và nạo vét tỉnh lộ 309 càng sớm càng tốt, đồng thời nhanh chóng điều tra vụ sạt lở đất và các tình huống nguy hiểm khác trong quận. Phó bí thư huyện Dương Thụy Lương ngay lập tức từ địa điểm sạt lở ở tỉnh lộ 309 di chuyển đến đường Kim Á để chỉ đạo công tác cứu hộ, thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp và chia thành 5 đội bao gồm cứu hộ tại chỗ và cứu hộ y tế. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính của quận đã lãnh đạo bộ phận đất đai, thủy lợi, an ninh công cộng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, cán bộ thị trấn Thành Quan và các bộ phận liên quan khác đến hiện trường, triển khai 15 máy móc lớn và hơn 300 nhân viên cứu hộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!